chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài đang được các tỉnh gian biển quyết liệt triển khai. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác hải sản trái phép là mục tiêu được đặt ra tại đề án phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025, vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại quyết định số 3590. Đề phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025 của tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 100% việc đánh dấu tàu cá và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá hoạt động đánh bắt thủy sản có chiều dài từ 15 mét trở lên. Toàn bộ tàu cá đánh bắt xa bờ phải được kiểm tra giấy tờ, trang thiết bị theo quy định trước khi rời cảng. 100% sản lượng thủy sản từ khai thác trong nước được bóc dở tại các cảng cá phải được kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, đề án đặt mục tiêu ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá của người dân Bà Rịa Vũng Tàu vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, không để tái diễn trong những năm tiếp theo, để cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.